quá đẹp, số lượng quả khiếp. Bắt cái cây lên, ồ đấy đó, khiếp không. Ở đây nè, dư cái này, dư quả lắm rồi. Dạ. Dạ. Nè, nhìn từ trong nè bây giờ. Nhưng mà cái này em thấy nguy hiểm rồi nè. Cái lực cây này là không thể nào nuôi nổi cái cành này, có chừng có khả năng mà nó bị tét á, tét cục bộ á. Phải bớt mới được. Hoặc là phải câu lên nhưng mà phải tỉa bớt bác à. Nè nè bác. Nè phải tỉa bớt thì coi tiện bớt chứ này quá trời rồi, thừa. Nhiều quá thì bớt mẹ phải đi. Dạ, chứ để nó gãy là còn nguy hiểm hơn. Cái nào xấu xấu thì bớt đi. Quá, quá trời. Nhưng mà kìa, nhiều quá nó không lên được như hàng hàng cơ nhất kìa. Những cái này bỏ bớt đi nè. Dạ. Bớt đi, quá trời nhiều rồi. Em nhìn coi nè. Cái này thì tiểu bớt đi. Quá trời nhiều. Thật sự là quá nhiều. Cây không chịu nổi đâu, nguyên cái tán này là cây chưa không chịu nổi, chắc chắn một điều. Rất là nhiều. Nó ra cái tán này là mục đích là khi bắt đầu quá trời luôn. Đúng rồi, và nó quang hợp lại. Nó quang hợp để tổng hợp dinh dưỡng. Quá trời đẹp. Nếu gì quan tâm tới cái thuật về xử lý ra hoa, dưỡng hoa, ăn đồ quả, dưỡng quả à, thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy là 0949 237 249. Gonfield lắng nghe và chia sẻ.